Giận cho em Tường ơi. Hừ. Giận chiếc này nhiêu? 9 triệu như đây được không? Để hết xeo. Để xeo hả Mập? Dạ đúng rồi anh. Ở tắt máy đi chứ ông sụm quá. Đây nè, xeo đen nha anh em. Đó, 1 triệu mấy này nha anh em. Đó, rồi Cam Nova này 755.000 bộ. Ha. Rồi bộ rổ này rổ H2C xịn ha em. Đúng rồi anh, xịn anh. Xịn là nó rất là bóng và đẹp nha. Đó. Rồi gắn đi, về chở má, cho má kia lên đồ đi chợ. Được hả? Rồi, có bát nha anh em. Bát nè, rồi luôn cái thau này để anh em gắn vô là nó cứng ngay đây nè, nó vừa âm miệng ngay đây của Ford Racing luôn nha. Đó. Còn lên một cái cổ titan nữa. Đó, cổ titan này Ford Racing có mối hàng chống xì luôn nha. Rồi ok, rồi lên thêm một cái cục này riêng luôn hả Mập? Đúng anh. Này riêng là có tặng cho anh ta nồng nhôm luôn. Có anh ạ. Rồi nó sao mà nó nhắm nhừ vậy? Nai Vin nó vậy anh ơi. Rồi lấy chỉ xanh chỉ đỏ gì nó quẹt tùm lum hết trơn vậy. Hả? Em quẹt á. Em quẹt hả? Em quẹt á. Rồi. Rồi đây là cặp vỏ chân mình để anh em đi với niềng sale 4.6 là bao đẹp luôn nha anh em. Và lên thêm cho anh trai một cái đĩa. Ủa lộn, bé gái. Một cái đĩa anh em bộ vừa sai nha. Hả? Rồi chở bé ra về. Thôi kỳ á mấy. Rồi quay xe ra cho người ta kìa. Quay xe ra cho người ta kìa. Rồi anh em không chờ siêu phẩm nha. Cái xe này để anh báo làm. Rồi